Shop áo may chấm com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Và phía sau lưng mình đó chính là một em Rayquaza sau khi đã tiến hóa Mega đó các bạn ơi. Với bề ngoài cực kỳ đẹp và ngầu thì em Rayquaza này còn sở hữu một sức mạnh nha, rất là tuyệt đối luôn á. Với chỉ số tấn công là 374 lần á các bạn ơi, thuộc top những em Pokemon mạnh nhất của mình luôn. Và kèm theo Rayquaza thì mình còn có em Pakia nè. Mình đã triệu hồi từ khu vực Time Space Onta và đã bắt được luôn rồi các bạn ơi, cũng mạnh không kém gì nha. Và tốn thời gian nhất của mình ở tập trước đó chính là em Necroma đây nè. Em này mình phải chọn lọc trong vô số những em Necroma khác á để có được cái N Solar Geyser. Và đây là những em Necroma mà không có cái N Solar Geyser đó nè, quá trời luôn á. Và cuối cùng là mình cũng đã có thêm dạng Kyurem Black rồi các bạn ơi, để cho đủ bộ trắng và đen luôn á. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời cho em Kyurem này vô trong này để giữ trong máy tính nhá. Necroma thì cũng vô trong luôn đi. Rồi em Rayquaza thì vào trong bóng Pokemon đi. Trời, nó mưa mất tiêu rồi kìa. Trong thời gian với 2 tập thì mình cũng đã train cho hai em Pokemon. À không, ba chứ. Bộ ba ao hộ các bạn ơi. Mesprit, Azep cũng như là Uzia nha. Bây giờ thì mấy em này đã bình phục trở lại rồi, mình đã có thể tiếp tục cái công việc nhờ sự giúp sức của mấy em ấy để mình tạo ra được những cái viên ruby xịn á. Ý, Clef Key, em Pokemon chìa khóa nè. Để mình đợi qua Scizor để mình thử bắt em này luôn nhá. Nhưng mà mình không có trang bị bóng chứa Pokemon trong người. Khoan không, để mình thử chạy coi. À, chạy được rồi nè. Em này chủ động khiêu chiến với mình luôn chứ. Để mình lấy một cái Thunderbolt nè, Ultra Ball với Liver Ball ra để mình bắt cái em này nhá. Wow, mấy bản đàm lại kìa. Ui, hiệu ứng đánh đẹp ghê luôn á. Và chắc bây giờ mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon để bắt luôn đi, thử một cái Liver Ball xem. Mình ghét không có nhiều cấp lắm á, nhưng mà mong rằng Liver Ball có thể bắt được em Klefki này. Ý, được luôn kìa. Để xem coi em đó hệ gì nhá. Klefki là Pokemon hệ, xem nào, hệ tiên và hệ thép. Wow, được á nha, lại có thêm một em Pokemon hệ tiên rồi các bạn ơi. Bộ sưu tập Pokemon của mình nó rất là ít những em Pokemon hệ tiên luôn, nên có thì mình sẽ cố gắng sưu tập nhiều nhất có thể nhá. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại với công việc nhờ bộ ba ao hồ giúp mà tạo ra những cái viên ruby thôi. Ở đây mình đã chuẩn bị ra 3 viên ruby để có thể bắt đầu các công việc rồi nè. À, xếp ra ngoài và cuối cùng là Uzi nè. Sau đó thì mình sẽ lần lượt nhấn vào Mesprit. Được ruby up emotion và cho Mesprit vào trong đi. Cái đến là Azep nè. Ui, Azep nhảy xuống nước rồi. Bộ bao hồ nên khá là thích nhảy xuống nước á. Rồi, được ruby up real power. Và cuối cùng là Uzi nè. Uzi thì mình sẽ nhấn vào một cái nữa. Được ruby up Noclet. Và mấy em này đang bị tuột level các bạn ơi, vì giúp mình tạo ra được những cái ruby này á. Và mình sẽ chế tạo tiếp cái cộng dây xích màu đỏ này nè, để mình có thể tiếp tục triệu hồi ra Pokemon trong bộ ba sáng tạo nhá. Và lần này mình sẽ mang theo một cái orb mới. Và orb mình lựa chọn ngày hôm nay đó chính là cái màu vàng đi nhá. Grisseus orb nè. Rồi hôm khác thì mình sẽ triệu hồi nốt cái còn lại luôn nhá. Như đây đồ thì đã khá là đầy đủ rồi, mình sẽ cất mấy cái này vô trong đi. Bóng chứa Pokemon thì mình cần phải mang theo ra thêm nè, tại vì bắt Pokemon trong bộ ba sáng tạo mà phải nhiều bóng chứa thì mới có thể dễ dàng bắt được. Đem hết ra luôn. Có bao nhiêu là gom hết á. Rồi, như thường lệ thì mình sẽ tiếp tục đi qua bên kia thôi, nhưng mà cần phải chuẩn bị là dàn Pokemon cái đã. Và các bạn có chỉ mình thêm một cái mẹo á, là nên dùng em Pokemon Guzzlaw này, vì cái chỉ số máu kia mấy các bạn nhìn này. 498 lần, có thể nói là rất là khủng luôn ấy. Làm tăng cơ thì khỏi phải bàn rồi. Và mình sẽ tạm thời cho bộ bao hồi vô trong đây đi. Kế đến là cho Rayquaza nè, cho Pakia vào trong nè. Kèm theo đó là em Necroma này, không ta kiếm nọc trâu trâu ấy. Chủ yếu là mình cần trâu thôi. Em này là bao nhiêu máu đây? 294. Em này 300. Wow, Kyurem 300 lần các bạn ơi. Được, cho Kyurem vô trong nè. Ok nha, cho những em Pokemon này để làm tăng cơ là chính. Và Scizor thì mình cần phải mang theo để giúp mình có thể đánh mà tránh trường hợp đánh ngỗm luôn cái em Pokemon trong bộ ba sáng tạo á.
Đó, giờ thì cưỡi Rayquaza và bay bên kia thôi nào. Và trong lúc cưỡi thì mình vẫn có thể sử dụng được khả năng tiến hóa Mega đó nha. Để xem coi vừa cưỡi vừa tiến hóa Mega thì nó sẽ như thế nào này. Bùng phát này. Tay đỡ hình dạng liền. Các bạn có thích dạng Mega của Rayquaza không? Chứ mình á là cực kỳ thích luôn á. Khi tiến hóa Mega thì ở hai bên của em Rayquaza nữa có cái đường vàng vàng các bạn ơi, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Rồi và cuối cùng thì cũng đã tới khu vực Storm Spy Onta. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ dừng chân tại đây. Ui da, té cái bẹp luôn. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái Red Chain này để mình có thể kiểu như là kích hoạt được cái khu vực ở chính giữa lên á, và kích hoạt lên một cái. Đó, dòng đỏ thân quen để xuất hiện rồi các bạn ơi. Và mình sẽ cho cái Rhysius Orb này vô trong nhá. Thì em Pokemon ấy sẽ được triệu hồi thôi. Và liệu rằng cái này sẽ triệu hồi em nào đây? Bùm. Rồi, ra đây coi thôi. Wow, cái gì em Pokemon gì mà to vậy? Ui, em này to lắm các bạn ơi. Giratina. Ý, được nha, level 70 thôi. Nhưng mà để đảm bảo cho cái việc bắt em này hơn thì mình sẽ cho Scizor vào trận trước nha các bạn ơi. Đừng có đánh nha, đừng có đánh Scizor. Ui, ủa có vẻ em này đánh Scizor của mình không xin nhê cho lắm. Mình sẽ Mega một cái nè. Rồi sau đó Fawn Sweep. Lúc nào cũng vậy, test thử khả năng phòng thủ của em Pokemon này trước á. Tránh trường hợp mình mất đi một ba cái viên Ruby từ bộ ba ao hồ á mà không có bắt được em này thì tiếc lắm. À, nice nice slash thì được các bạn ơi, nhưng mà các bạn thấy đấy, ý là Scizor nha mà đánh còn như đây máu, lỡ mà đưa Rayquaza 300 mấy đam vô đục bộ phát. Em này có nước ngủm luôn á. Rồi và với số máu này mình sẽ làm liều nha. Thử vận may giống như em 3K xem liệu rằng Heavy Ball, loại bóng chuyên bắt những em Pokemon có kích thước khủng như vậy nè, có bắt được em ấy. Nope. Cần đây, kèo này cần đấy các bạn ơi. Thử Fawn Sweep một lần nữa coi. Mình muốn kéo máu cho thấp thấp một xíu á, cho dễ bắt hơn. Nhưng mà Fawn Sweep thì lại không có xi nhê cho em Giratina này mới khó chứ. Trông cậy vào Heavy Ball với những quả bóng chứa chứa vào Pokemon khác đấy. Giúp mình bắt được em Giratina này đi. Lần này thì mình tốn nhiều hơn có hai ba quả thôi các bạn ơi. Nhiều hơn em 3K một xíu thôi, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã bắt được rồi. Hình như á, khi mình có những Pokemon càng mạnh thì cái việc bắt Pokemon huyền thoại nó sẽ trở nên dễ dàng hơn á các bạn ơi. Giratina của mình đây. Để em hệ coi. Đây là em Pokemon hệ rồng và hệ ma các bạn ạ. À, không chần chờ mình sẽ hồi máu cho máy luôn. Poke heal một phát nè. Hồi máu đi ra Tita ơi. Và xem chỉ số coi. Có khả năng phòng thủ khá là cao luôn á bạn ơi. Và lượng máu thì cũng tương đối cao luôn á. Quá là tuyệt vời. Ở đây còn có anti nữa hả? Thử cho kẹo solo giữa anti và Giratina xem như thế nào nhá. Để rằng em nào sẽ giành chiến thắng đây. Cố lên em ơi. Thử sử dụng kỹ năng hệ má nè. Ui, Giratina ngộ vậy. Ủa mình bắt xong Giratina của mình có hình dạng khác so với Giratina lúc mà mình mới triệu hồi các bạn ơi. Ủa sao đã ngờ vậy? móng vuốt bóng tối thử xem. Ui phun lửa kìa, trời ơi. Này thì phun lửa nè. Hai Pokemon huyền thoại đến với nhau, thử sử dụng kỹ năng vuốt rồng coi. Không vuốt bóng tối đâu mà vuốt rồng xem. Vuốt rồng có vẻ thốn hơn này các bạn ơi, nhưng mà hiện tại mình đang bị dính hiệu ứng bỏng từ cái em NT này á. Để xem coi vuốt rộng thêm một lần. Với tình này này chắc em Giratina của mình chắc đánh không lại rồi, tại vì có khả năng gây sát thương sau ấy. Nhưng mà không sao, Woodlaw sẽ kết thúc trận chiến này thôi, các bạn cứ yên tâm và sử dụng cái kỹ năng Stone Age. Để xem. Boom. Kết thúc NT và mang về được có cái que quỷ lửa. Vì mà nãy giờ quýnh em Pokemon Giratina của mình á, ngất luôn kìa. Ở đây nè. Đây rồi. Đây là Pokemon mà hôm qua lúc mình khiêu chiến với Paka gặp nè. Explode. Em này là một em Pokemon hệ thường thôi. Cho vô từ điển của mình luôn.
Rồi không chần chờ gì, chúng ta cùng nhau bắt em này luôn thôi các bạn ơi. Để xem mình sẽ cho scissor vào trước nha. Cho scissor vào trong nè. Có 40 à. Và phone sweep thử xem. Gần thấp máu rồi kìa. Vậy là mình chỉ cần sử dụng một cái Liverpool thôi. Mình nghĩ là Liverpool có thể chinh phục được cái em Explode này á các bạn ơi. Hèn gì hôm qua mình thấy em Pokemon nào lạ lạ đứng bên đây ngó ngó qua là mình nghi rồi. Và đã bắt được em ấy. Mình đã mở thêm một cái thành tựu. What's in normal? Đây là ai đây? Mewtwo. À không. Nhà huấn luyện Pokemon các bạn ơi, toàn lừa mình không à. Ấy nhưng mà các bạn ý nha, vùng này dễ xuất hiện mấy NPC đó cực ấy. Để hôm nay mình sẽ chịu khó đi thêm một chuyến nữa. Tại vì hôm qua mình đã rất là may mắn khi mà gặp được Mewtwo dạy kỹ năng rồng thăng thiên rồi. Mình còn một em Pokemon tên là Poipop á, cần kỹ năng Raidan Boost thì mới có thể tiến hóa các bạn ơi. Chắc mình sẽ đi tìm nốt cái em đó luôn đi ha. Được á, được á. Còn em này thì mình sẽ cất qua ở tiếp thằng sau này đi, để chứa những em Pokemon mình mới bắt được nè. Rồi giờ thì tiếp tục, ê thử thử coi Giratina có thể bay được không. Ủa không cho cưỡi rồi. Giratina không cho mình cưỡi các bạn ơi. Tiếc ghê ha, bây chi Giratina cho cưỡi thì tiệt cú mèo luôn á. Nhưng mà sao không cho cưỡi thì mình cưỡi em khác cũng được mà. Mình có em Palkia hình như tiếp đằng sau đây nè. Có Palkia đây rồi. Mình sẽ tạm thời cưỡi Palkia đi. Lucario. Wow. Ở đây có bạn nào fan của em Pokemon này không? Mình thấy em Lucario này cực kỳ ngầu luôn ấy. Đi rồi, một em boss Lucario luôn. Căng thẳng, căng thẳng. Kiếm thêm Pokemon vô quýnh tiếp thôi. Và đánh với boss thì mình nên lựa chọn những Pokemon mạnh nhất của mình. Đấng sáng tạo đâu rồi ta? Không được, đưa đấng sáng tạo vô bị gá cấp nhiều lắm á. Như vậy thì sẽ thiệt thòi lắm. Mình sẽ chọn em Necroma đây. Tại vì Necroma cũng là một trong những Pokemon rất mạnh của mình. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho em Rutlo vô nha. Rutlo là tăng cơ chính hiệu các bạn ơi. Em này tính 500 máu lận. Ngại gì đúng không? Thử sử dụng kỹ năng Stone Age xem. Wow, 500 máu mà bị quýnh một lần mất ha, 100 mấy máu kìa. Ui có vẻ hệ này hệ của em Whistler không đánh xi nhê Lucario rồi. Ui, nhưng mà phun lửa lại có hiệu quả này các bạn ơi. À, vậy là một phun lửa có hiệu quả với em Lucario nè. Cứ vậy mà phát huy thôi em Whistler ơi. Đó, chỉ với một mình Whistler đã kéo gần ha hết cái ống máu của Lucario Cini này rồi. Phun lửa thêm một cái nè. Rồi xong đời rồi Lucario ơi. Kiểu này thì chỉ cần đưa thêm một em vô nữa thôi thì chắc chắn sẽ ngẫm củ tỏi cho xem nè. Chuẩn bị đi Lucario. Đánh không thấm scissor của mình rồi. Và thôi xong, mình dùng nhầm chiêu rồi. Đáng lý ra mình phải dùng cái ít scissor hoặc là nice slap chứ. Dùng phone sweep thì chỉ đánh còn một máu thôi. Và được một cái gì đây? Viên đá Mega cho Lucario. Một cái Tabunum Z nữa. Riolu. Đây chính là dạng chưa tiến hóa của Lucario nè. May mắn, nói tiếp may mắn các bạn ơi. Như vậy thì mình có thể train cho em Lucario. Em Riolu này ha, tiến hóa lên Lucario rồi sau đó cho viên đá Mega vô á. Hết sảy con bà bảy. Liverpool bắt được Riolu là tuyệt vời nè. Chịu đi em ơi, chịu đi em ơi. Và tình hình này là được rồi. Ngày hôm nay quá là nhiều may mắn nói tiếp nhau các bạn ơi. Và xem coi, đây Riolu của mình, hệ chiến đấu nha. Hiện tại thì em ấy còn khá là thấp máu, mình sẽ mang về nhà rồi sau đó train từ từ để cho máy tiến hóa lên nha các bạn. Và xung quanh đây mình thấy có xuất hiện mấy NPC nè. Để mình check xem coi có phải là Mewtwo không nhá. Hôm qua mình bỏ lỡ hết một Mewtwo kế bên cái chỗ triệu hồi Pokemon luôn á. Vừa nói gặp liền. Vừa nói gặp liền, mình sẽ đưa cái em Poipop ra liền mới được. Em đó đang rất là cần tiến hóa các bạn ơi. Cho em này vô trong đi. Rồi Poipop ra đi em ơi. Nhắc vô một cái nè. Ray Run Boost. Có hay không? Có hay không? Tội xong rồi. Em này không có các bạn ơi. Và các bạn có nói với mình đó, có một skill hệ rồng, đó chính là tiếng gầm thời gian gì đó. Để mình coi coi còn không nhá.
Hôm trước mình gặp ở vùng băng á các bạn ơi, nhưng mà mình không biết á, cái mình bỏ lỡ mất tiêu rồi, giờ thì mình sẽ cố gắng đi tìm lại coi biết đâu được. À, nhưng mà có vẻ không có rồi. Ừ. Hơi tiếc ha. Nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ vùng này chắc xíu nữa cũng gặp nữa mà. Tại vì mấy mưu sư to này xuất hiện ở vùng núi khá là nhiều á. Ở đây có thêm một cái NPC nữa. À không, cái này cái này là nhà huấn luyện Pokemon rồi. Bên đây cũng có nữa nè. Ủa sao chỗ này đó, các bạn thấy chưa, vùng này xuất hiện nhiều cực luôn á, nhưng mà nó hên xui lắm. Tại vì nhiều khi nó toàn ra những cái nhà trainer không à. Đằng này chắc à, không, đằng này là nhiệm vụ tôi to thiệt. Ủa trên kia cũng có nữa kìa. Để mình xem coi, mình sẽ cho em Poipop nè. Mình cần kỹ năng là Rayran Boost. Rayran. Đây nè các bạn ơi. Cuối cùng thì em ấy cũng đã có cơ hội tiến hóa rồi. Đi mà khoan, coi coi cần cái gì. Cái này là cần Emerald hả? 8 Emerald lận. À đây đây đây, may mình có chuẩn bị sẵn cái Emerald á. Nếu không thôi chuyến này không dậy được rồi. Và chọn Poipop nè. Rayran Boost. Nhấn vào một phát. Hay là thay thế kỹ năng này đi nha. Được, cái kỹ năng Rayran Boost này cũng khá là mạnh á. Thay thế kỹ năng bóng tối chắc cũng ok. Và kể từ bây giờ thì em ấy có thể tiến hóa Mega chưa nè. Triệu hồi ra. Ừ? Ủa, sao kỳ vậy ta? Wiki Poipop. Nha, Poipop Evolve. Rồi. Ủa sao kỳ á? Cần phải học được kỹ năng Rayran Boost. Ủa chuẩn rồi mà ta, hay là phải lên cấp thêm nhờ? Các bạn để ý cái phần chat nè. Mình cần phải học được cái kỹ năng Rayran Boost. Lên cấp và học được kỹ năng Rayran Boost hả? Thử xem liệu lên cấp có thực sự tiến hóa không nha, hay là dụ mình nha. Đây rồi, phải lên cấp các bạn ơi. Hết hồn con trộm, tưởng đâu không tiến hóa lừa mình chứ. Ui, tiến hóa bay lên cao vậy. Để xem coi khi tiến hóa em ấy sẽ trở thành hình dạng như thế nào. Wow, đây chính là em Naganadel. Học thêm được một kỹ năng hệ bay các bạn ơi. Ấy học được kỹ năng này chắc em ấy biết bay đúng không? Ờ chưa, kỹ năng này là dùng để coi coi mình sẽ thay thế kỹ năng hệ thường đi. Rồi và coi cưỡi được không? Ui chết, không có cưỡi được. Ơ nhưng mà em này tiến hóa nhìn cũng ngầu ngẩn á, nhất là phần cánh á. Mình để ý đặc biệt cái điểm cánh của em này khá là đẹp luôn. Được, vậy là cái mua tutor này xịn nè, dạy được kỹ năng có thể giúp em ấy tiến hóa là ok rồi. Bây giờ thì mình chỉ cố gắng tìm thêm một mua tutor dạy cái kỹ năng tiếng gầm thời gian nữa là ok luôn á, kỹ năng hệ rồng mà các bạn có nói là rất là mạnh luôn. Trên này thì coi coi còn Pokemon nào khác không. Ở đây có boss. Boss Uncommon. Là boss này là lần đầu tiên mình gặp luôn nè. Thử cho em Naganadel mới mới tiến hóa vào trong chiến đấu thử xem, cấp 94 thôi. Thử nha, dùng kỹ năng hệ đầy đầy kỹ năng Rayran Boost mới học luôn nè em ơi. Đúng rồi. Tấn công là phải như thế. Có vẻ em này đánh khá là ngang cờ đối với cái con boss cấp 94 này các bạn ơi, nhiều khi là nhỉnh hơn một xíu á. Nếu mình ra đòn trước thì mình có thể đánh bại được nó nè, và yay, vẫn có thể đánh bại được. Được một cái Joy Band gì nè. Con này thì nó không rơi ra cái kẹo các bạn ơi, mà chỉ rơi ra cái ban gì thôi. Cũng được á. Kỳ, hai con Geodude đi đang đục lộn kìa. Anh em Geodude với nhau mà lại quýnh nhau như thế đó. Rồi dưới đây có một cái chest nè, mình sẽ thử mở coi coi vận may của mình đến đâu nhá. Mở ra. Rồi. Vận may của mình các bạn cũng thấy rồi đó. Mở chest toàn ra cái gì đúng không à. Ước mơ là có được một cái Master Ball từ một cái chest để cho các bạn kiểu như là có lại niềm tin vào nhân phẩm của mình, nhưng mà không các bạn à. Mở ra. Ồ, được một loại berry mới nữa. Ừ, cũng ok hết chứ. Rồi giờ thì đi tiếp thôi các bạn ơi. Lại được thêm một cái bao đời gì nè. Và hiện tại thì mình đã sở hữu được tới hai cái viên Tabu Neon Z rồi đó các bạn ơi. Hay là hôm nay mình sẽ qua khu rừng lại nha. Cũng khá là lâu rồi ha, mình chưa có qua lại khu rừng đó các bạn ơi. Và trong thời gian với hai tập mình đã tìm được một tán rừng mới rồi. Hy vọng ở tán rừng này mình có thể gặp được nhiều Pokemon xịn sò nha. Và đây chính là quang cảnh xung quanh chỗ mới của mình nè.
Và tự nhiên ở đây có cái hòn đảo nó bay ôm, cái này là cái gần taiga các bạn ơi. Kỳ ghê luôn á, để mình chỉ tập trung vào khu rừng thôi nhá. Trong khu rừng này thì sẽ có ba loại tabu á các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng kiểu như là gặp và bắt càng nhiều tabu Pokemon càng tốt nhá. Ý, phía trên này có Pokemon gì nè, lần trước mình cũng gặp rồi nhưng mà mình chưa có kịp bắt á. Hay hôm nay có dịp trở lại thì chắc mình sẽ bắt nhá. Em này là một Pokemon hệ độc và bọ các bạn ơi. Như thường lệ thì mình sẽ cho Scizor mình vào trong đi. Vì Scizor của mình có kỹ năng Pawn Sweep, có thể giúp mình bắt những Pokemon khác dễ dàng hơn á. Rồi và sau khi đã đánh thấp như vậy thì chỉ cần với một cái Liver Ball thôi, mình tin rằng Liver Ball có thể chinh phục được cái em Pokemon Willy Bede này rồi. Để xem coi được không. Được nè. Rồi tuyệt vời, đầu tiên thấy khá là thuận lợi rồi đó. Cái đến thì chắc mình phải đi sâu vào tán rừng hơn cơ, cũng như là AFK thêm á, chứ mấy Pokemon huyền thoại mà rất là lâu xuất hiện luôn các bạn ơi. Tìm Legendary chưa gặp nhưng mà mình gặp được cái em Pokemon mà lần trước mình đánh trong cái hội quán lá cây các bạn ơi. Cái em này là em Tropius ấy, có khả năng hồi máu cực kỳ khó chịu luôn. Cuối cùng mình cũng có cơ may gặp được rồi, mình sẽ thử khiêu chiến coi. Đây, em này chỉ mới level 20 thôi à. Level 20 thì lại dễ quá. Mình Pawn Sweep một lần nè, tại vì bây giờ cấp thấp á, nên em ấy không có kiểu như là quá khó chịu đâu các bạn ơi. Và mình sẽ sử dụng một cái Liver Ball đi, và cũng là cái Liver Ball cuối cùng á. Để trong thời gian giai tập mình sẽ farm thêm Upgrade Khăn rồi làm thêm Liver Ball mới được. Bắt những Pokemon cấp thấp cho nó dễ hơn ha. Và cái này thì chắc bắt được rồi, với tình hình này, đó, bắt được liền. Cạnh đây còn có cái hố Ultra kìa. Nhưng mà thôi đi, mình muốn khám phá khu rừng hơn là thế giới Ultra cơ. Ủa mấy cái con chuồn chuồn này là Pokemon gì ta? Xem thông tin được không? Hả? Không có xem thông tin được hả? Ý! Có em này đang khiêu chiến mình nè, thôi mình không có đánh nhau đâu. Không muốn đánh nhau mà. Thôi đừng đừng khiêu chiến mình nữa, để mình đi tìm Pokemon huyền thoại đi, trời đã tối rồi kìa. Ồ, công nhận ở đây nhiều chuồn chuồn thiệt luôn á. Các bạn có thấy đây nhiều chuồn chuồn không? Nhìn sơ qua trên bầu trời 4-5 con chuồn chuồn lượn luôn. Kệ đi. Mình không muốn bắt chuồn chuồn đâu, mình muốn bắt Pokemon Legendary hơn cơ. Rồi đi sâu hơn vào tháng rừng thôi các bạn ơi. Ở đây có em Banksia, Banksia nữa nè các bạn ơi. Em này là hình như hệ lửa đúng không? Màu đỏ nè. Thông tin. Chuẩn bài rồi, em này là hệ lửa nè. Thêm vô từ điển liền. Và chắc mình phải bắt nó, không bắt là không được. Nếu mà có hệ cỏ nè, rồi có hệ lửa thì mình còn thiếu một em nữa các bạn ơi. Và nếu mình nhớ không lầm hình như còn em hệ nước đúng không ta, em màu xanh nước biển á. Mong rằng hôm nay có thể tìm được em đó luôn đi. Và trời đang tối nè, mình hết Liver Ball rồi nên chắc dùng Dust Ball đi các bạn ơi, để bắt em này dễ dàng hơn nhá. Dust Ball một cái, chuẩn bị về đợi của anh đi em ơi. Dust Ball thì tỷ lệ bắt chắc cũng cao các bạn à. Được nè, chuẩn chuẩn chuẩn. Quá tuyệt vời luôn á, vậy là mình đã có được hai em khỉ rồi. Em khỉ lần trước thì mình cho vào bên đây đúng không? Rồi hai khỉ này thì đi, đứng đứng kế bên nhá, sắp tới thì mình sẽ tiến hóa một lượt. Nó đằng kia còn em khỉ nữa cả, em khỉ lại lá. Ở đây nhiều mèo ghê ha. Nhìn trên mấy tán cây thấy quá trời mèo luôn mà chưa thấy em Pokemon Tabu nào xuất hiện hết ta. Lần trước thì mình qua đây mình gặp quá trời tabu luôn, nhưng mà lần này qua tán rừng mới này có vẻ ít tabu lại các bạn ơi. Ui có em chim gì bé bé xíu xì xiu luôn á, đó đó, các bạn thấy em chim bé xíu này không? Để coi em này là em chim gì mà bé dữ vậy. Ủa đi đâu rồi? Mình bay lại cái bay mất tiêu rồi. À đây nè, đây nè, em này là, ui trời, đi mất tiêu thiệt luôn. Em này ẩn mình thì thôi chắc khó mà tìm đây, nhỏ xíu à. Ok, để bây giờ mình sẽ thử cuốc bộ thay vì là bay nhá, để xem coi cuốc bộ có dễ gặp Pokemon Legendary hơn không. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình đã gặp được Tabu Lele các bạn ơi. À, cái em này lúc trước mình ấn nhầm nè, mình không có bắt á, mà mình tròn mình ấn Battle mà bảo sao không dùng bóng chứa được. Hôm nay để thử xem nhá. Tabu Lele thì chỉ mới có level 60 thôi à. Cũng khá là thấp á. Thường thường thì mấy em Legendary level 70 là chủ yếu á các bạn ơi. Rồi và mình sẽ Mega trước nha, để tăng cái sức phòng thủ và Pawn Sweep Tabu Lele. Mong rằng là có thể sử dụng được kỹ năng này lên vị thần rừng này á. Nếu Tabu Lele vậy là mình còn
hai em nữa, một em màu vàng á các bạn ơi, với một em gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. À, để cố gắng chinh phục chứ tàu bu le le đi. Liệu rằng hôm nay mình có đủ khả năng để chinh phục không? Đây giờ mình trở lại với rất nhiều Pokemon hùng mạnh rồi. Mong rằng Tabu Lele có thể đồng ý về đội của mình. Và Dustborn ra trước đi. Giờ đang trời ban đêm mấy các bạn ơi, dùng Dustborn sẽ rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà không áp dụng lên Tabu Lele. Hiệu nghiệm đấy nhưng mà Tabu Lele khó tính lắm. Nhiều khi mình dùng hết cái đống này chưa được á. Lần trước mình cũng bắt một em tabu nữa mà dùng á cạn kiệt ba mấy bốn chục trái bóng Ultra Ball, thêm mấy chục trái bóng khác nữa mà cũng không có được á. Có vẻ vì thằng gừng này chỉ muốn ở đây để cai trị khu rừng thôi chứ không có muốn về đội của mình rồi. Nhưng mà cái gì thì cũng phải kiên trì một xíu, biết đâu được hôm nay mình có thể thay đổi tabu le le thì sao, nên phải cố gắng hơn các bạn ơi. Hỏi ta bu lè lè bé nhỏ, ngươi có chịu về đội của ta không? Nếu không ta sẽ ăn thịt nhà ngươi đó. Ui, lần này mình hù không sợ luôn các bạn ơi. Mình đưa Quýt Lo vô với kích thước khổng lồ và các bạn nhìn cái phần thân của Quýt Lo kìa. Nó có phần giống như phần miệng thứ hai gì đó. Nhìn gì mà không sợ luôn à, đã vậy mình hù luôn rồi đó. Ở phía sau hình như là có một em tabu khác nữa kìa. Con em tabu le le bắt chưa xong nữa, còn em tabu kia chắc tới mùa quýt năm sau chưa bắt được. Lần trước hình như em này nè, chính em tabu sau lưng này nè, đã hại mình mất hết số bóng Ultra Ball luôn. Khó tính nhưng mà khó tính dữ nữa, giờ thêm em tabu le le này. Mình dùng cái đống Dust Ball này đó mà không bắt được, giờ ban ngày mình phải dùng Thunder Ball coi coi như thế nào đã. Rồi nhóm không ổn thì dùng Ultra Ball sao các bạn ơi. Hai là bóng xịn nhất mà không bắt được tới Ultra Ball mình thấy nó cứ như thế nào. Nhưng mà phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ các bạn ơi. Sức người có hạn các bạn ơi, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã bắt được một Pokemon đầu tiên trong ba Pokemon Tabu rồi. Lì thì bên ta nói ha, chùm lì luôn á. Em này thì hệ tâm linh với hệ tiên các bạn ơi. Và em này thì có tốc độ khá là cao nè. Được á nha. Ui nhưng mà được này mất kia rồi. Bắt được em này nhưng mà lại mất cái em tabu vàng vàng bên đây rồi nè. Coi coi bên đây còn em Pokemon nào khác không. Mất tiêu tabu vàng vàng rồi. Ở đây có em Azumarill. Azumarill là em Pokemon hệ gì? Hệ nước và hệ tiên. Cho vô từ điển luôn nè. Cho vô từ điển nha. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt em ấy luôn thôi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải heal cho Zisor cái đã. Và thử cho Tabu le le vô thử coi. Nãy giờ mình bắt tốn cả đống bóng chứa mà. Em này không có mạnh hay là xịn sò là hơi bị buồn á nha. Vô nè. Ôi mà khoan, cái này nhìn nó lại khó quá. Ê, vừa xuất hiện một em Pokemon mới. Tabu Lulu. Do vô trong em ơi. Bắt em này nhanh rồi qua tới em Tabu Lulu nào. Đang hơn nữa các bạn ơi, tranh thủ lúc nhân phẩm mình lên á, mình bắt thêm Pokemon chứ đợi nhân phẩm mình xuống lại á, vừa nãy thì bắt có nước nghe sạch bóng chứa mà không có sâu được em ấy ấy. Rồi dùng một cái Deep Bond đi, Deep Bond rồi. Eo. Ôi sao mà mình không có Deep Bond các bạn ơi. Dùng bóng chứa thường được không? Anh hết Deep Bond rồi, vô bóng chứa thường đỡ đi em ơi. Sau này anh về anh chế tạo thêm cái đã chứ anh giờ anh hết đã mất tiêu rồi. Ui nhưng mà may em này dễ tính các bạn ơi, bóng chứa thường cũng chịu nữa nè. Rồi vào qua đây thôi nào. Ở đây có cái chest mở lấy hên thêm thôi. Mở chest lấy hên, mở chest lấy hên. Mở ra. Hên thiệt. Mở chest lấy hên mà ai ngờ hên thiệt các bạn ơi. Ra một cái Cherish Spawn. Ơi bị tốt đó, ở đây có Tabu Bulu. Vậy là còn một em Tabu màu vàng nữa. Vậy là mình còn thiếu một em đó nữa thôi các bạn ơi, gán bắt em này nữa thôi. Và thử sử dụng kỹ năng hệ tâm linh coi. Hai tabu đánh với nhau nè. Đánh nó phải như thế. Wow, ngang kèo ngang kèo. Và tabu Bulu có khả năng đánh một phát hồi máu lại kìa. Không biết em tabu Lele có không ta. Thử xem coi. Nè lần này thì đánh hết hồi máu. Ui gì đây. À còn có tuyệt chiêu đánh đi cho mình chui vô bóng chứa Pokemon nữa à. Cả gan dám dở trò đồi bại. Chơi trò đồi bại hả? False sweep nè. Cái tội dở trò nè. Và thử xem coi nào. Ý, không phản đam hả? Nice lá luôn.
Quýnh cho ra càng đau càng tốt các bạn ơi. Rồi, Pawn Sweep lần này thì có thể nói là rất là gắt. Ý, lại hồi máu, lì nè. Lì nè, hồi máu nữa đi, Tabu Lulu. Ủa, Tabu Bulu à, tiếp tục hồi máu, nhưng mà em này hồi máu không được nhiều cho lắm các bạn ơi. Thử xem coi giờ mình sẽ nhìn nhìn cái khung cảnh cái đã. Tại là ban đêm hay ban ngày vậy? Giờ gần gần đêm thôi. Chắc dùng Ultra Ball trước các bạn ơi. Nãy mình quên dùng Quick Ball đầu tiên nha. Mình nên đánh một cái dùng Quick Ball thử xem biết đâu được, hên hên bắt được á. Nhưng mà giờ thì lỡ đánh nhiều hết rồi nên dùng Ultra Ball trước đi, đợi trời tối rồi mình sẽ chuyển sang dùng cái Dust Ball cũng như là dùng cái Thunder Ball nhá. Tại vì đó là những loại bóng chứa mà mình nghĩ tỷ lệ bắt em này cao nhất á. Kiên trì rút cuộc thì mình cũng đã nhận được kết quả rồi các bạn ơi. One Ubon a time. Ở mình mở được cái thành tựu mới nữa kìa. Tuyệt cú mèo. Và xem coi, ta bu bu lu của mình. Đi rồi, đi rồi. Vậy là hôm nay mình đã có được hai Pokemon trong khu rừng này rồi đó các bạn ơi. Và mình sẽ cho về phía bên sau này đi. Đó, được hai em Pokemon rồi đó nha. Hết sĩ cơ mà bảy và trở lại với hai Pokemon này thôi. Ai, dốc ha, cả đống bóng chứa Pokemon thì mới bắt được á các bạn ơi. Nhưng mà đó hoàn toàn xứng đáng á. Vậy là mình chỉ còn một em Pokemon Tabu màu vàng vàng mà hồi nãy mình gặp thôi à. Nếu mà giờ gặp chắc mình sẽ gán ghim em đó về luôn á, cho đủ bộ ba trong một ngày luôn á các bạn ơi. Vậy là không còn gì vui bằng luôn á. Rồi giờ thử đi săn em đó coi coi có gặp không ha. Đang đi tìm thì mình gặp được một em Sharpedo nè, cấp 40 mấy á. Không biết cái đó có phải là dạng tiến hóa của em cá mập mình không ta? À không, em cá mập mình cũng gần tiến hóa rồi mà, chuyển qua là em ấy hơi cấp thấp thôi. Vậy thôi, vậy khỏi bắt. Định bắt thêm á. Ở đây thì có em sao biển nè. Ủa, nhắc mấy em này mới nhớ, hình như mình cũng có một em màu xanh xanh, đó là Pokemon thời kỳ kiếm đúng không ta? Nè 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 Hone, Hone ghê. Thử xem coi cho em mấy ăn kẹo thì có đủ cấp tiến hóa không nhá. Nếu mình nhớ không lầm thì em này cấp 25 là sẽ tiến hóa đó. Ăn kẹo. Học được kỹ năng bóng tối nè, thử cho thay thế kỹ năng Metal Sound hay là Automize này đi. Đúng rồi. Thanh kiếm, Pokemon thanh kiếm của mình đang bắt đầu quá trình tiến hóa các bạn ơi. Và em ấy sẽ tiến hóa và trở thành hình dạng như thế nào đấy? Một cây kiếm sẽ trở thành hai cây kiếm luôn. Double Blade. Wow, cái tên y như hình dạng luôn các bạn ơi. Ủa, cái hình dạng y như cái tên chứ nhầm. Double Blade này hai cây kiếm luôn á. Và em này thì không có, à có dạng Shiny khác nữa. Em ấy cũng có dạng Shiny các bạn ơi. Và em xem cái em coi coi. Em này nghiêng về phòng thủ hả? Sông kiếm ở nhà em Pokemon sông kiếm các bạn ơi. Thôi tiến hóa cho máy vậy thôi chứ mình sẽ tiếp tục đi tìm em Tabu cuối cùng cái đã. Liên thoại liên thiên ở đây là một hồi ha, không có gặp được em Pokemon mới đâu á. Ui, em nào mắc kẹt trong đây vậy? À, cái em chuồn chuồn Yama hả? Ủa, cái này là có phải một cái một dạng khác của em ấy không ta? Ở cái vùng lần trước á, thì mình cũng gặp được một cái em giống như vậy nè. Ủa, mà ở dưới này có em Manaphy nè. Hoàng tử biển các bạn ơi, các bạn có chỉ mình em này là Pokemon Hoàng tử biển á. Mình là xuống dưới farm thử em này coi coi rơi gì không ta, tại vì mình đã có em Pokemon này rồi. Ok, để mình sẽ thử farm em này nhá. Tạm thời thì mình sẽ khiêu chiến bằng em Darkrai đi. Từ lúc bắt được Darkrai tới giờ mình rất ít khi dùng Darkrai luôn. Thử xem coi hôm nay Darkrai có thể đánh lại Manaphy không nhá. Khiêu chiến nè. Ui mà em này ba lỗi lắc léo vậy. Rồi, khiêu chiến được rồi các bạn ơi, level 50 thôi. Mình tin tưởng vào Darkrai, thử dùng hệ băng coi. Băng có đóng băng được nước hay không? Darkrai đã ru ngủ Manaphy rồi. Chần chờ gì nữa, tấn công bằng plant attack thôi. Bính một phát mất rất là nhiều máu luôn các bạn ơi. Dính hiệu ngủ trong đây rất là khó chịu nha. Và một hướng cuối cùng mình đã kết thúc được Manaphy và nhận được những cái mảnh lăn trụ biển hả? À, thì ra mỗi lần tiêu diệt được Manaphy thì mình sẽ có thêm mảnh lăn trụ biển.
cũng không tốt cho lắm á, nhưng mà thôi lỡ farm được em ấy thì mình cũng có thêm kinh nghiệm thôi chứ không có gì hết á. Rồi bây giờ thì tiếp tục cái hành trình đi tìm cái em Pokemon cuối cùng trong khu rừng này thôi. Pokemon tabu cuối cùng á. Nhưng mà em này có vẻ giờ khó xuất hiện gì ta, mình tìm miết nãy giờ cái buổi trời mà chưa gặp luôn á. few moments later. Trên đường bay về nhà thì mình gặp được một em Blastoise các bạn ơi. Đây là một em Pokemon thường, không phải là boss như mấy lần trước nữa. Ở nhà hình như mình có đá Mega của em này luôn. Tốt quá, để mình sẽ Pawn Sweep em ấy một lần. Kéo được khá khá máu nè. Sau đó bắt luôn em ấy thôi các bạn ơi. Hy vọng là mình có thể bắt được em ấy nha. Và sau khi tấn công một đòn thì mình sẽ sử dụng Quick Ball đi. Liệu rằng Quick Ball có thể chinh phục được một em Blastoise level 38 hay không? Và kết quả là không ấy. Ui em này tấn công hiệu ứng đẹp kìa. Như tấn công bằng bọt bong bóng hay phải á. Quick Ball không được đúng không? Vì Love Ball đi, một em đực một em cái, ngại ngần gì mà không đến với nhau nào. Love Ball phát huy sức mạnh. Ui trời ơi. Tấn công hả? Em này tấn công bằng skill nước nhìn đẹp ghê luôn á, kỹ năng nào cũng đẹp hết. Love Bond tầng 2 nè. Đừng cản mấy, mình không cản mấy em này đến với nhau đâu, nên hãy về đội của anh đi. Vẫn không chịu, em này cứng đầu vậy ta. Mình mà có Diff Bond là mình bắt được em này rồi đó. Giỏi thiệt sự luôn. Nhất qua tàm nè. Thử Love Bond lần 3 xem coi. Cứng đầu cách mấy thì mình nghĩ tình yêu cũng sẽ thuyết phục được em này thôi. Wow, may mà cái Thunderbolt cuối cùng giúp mình bắt được á. Cái em Blastoise này tính ra khó bắt ghê á. Mình dùng cái đống lớp Bolt mà cũng không bắt được các bạn ơi. Nhờ có cái Thunderbolt thì mình mới chinh phục được em ấy. Và sẵn tiện đây, mình sẽ triệu hồi hai cái em Tabu Blue nè, cũng như là Tabu Lele ra nhá. Để mình trang bị vô cái viên đá Z á. Mình có một viên đá Z mình sẽ trang bị trước cho Tabu Blue đi. Còn một cái nữa hình như mình để nhà rồi, tạm thời thì test trước Bulu nhá. Rồi và khi có viên đá Z thì Z Power. Ủa là sao phải có kỹ năng liên quan đến cái em này thì mới dùng được hả? Chắc vậy rồi. Hơi toàn đi. Vậy là mình vừng hụt mất tiêu không? Ấy kỹ năng này quýnh hồi máu nè. Kỹ năng Grass Terrain đó các bạn ơi, quýnh hồi máu nè, các bạn để ý nha. Ủa? Nè nè nè, nó đó. Nó vừa hồi lên được xíu á. Nó không hồi nhiều như cái em gì mà bay bay hồi nãy mày bắt bên khu rừng á. Đó, thấy chưa? Em này khó chịu ở điểm đó. Test đến đây rồi, chắc giờ về nhà đấy các bạn ơi. Hôm nay đi khám phá khá là xa nhà rồi. Về nhà thật là thích các bạn ơi. Và sau khi về nhà thì mình sẽ bay vô khu vực nhà chính của mình liền, để mình lấy cho mình cái viên Mega của em Blastoise ấy. Blastoise để mình xem coi. Ở đây nè, Mega của Blastoise đây. Kế đến thì mình sẽ tạm thời cho Scizor nè, cũng như là em Guzzlord vào trong ấy, để mình đem Blastoise ra ngoài mới được. Đây trang bị cho em ấy viên đá Mega. Và hình như em Blastoise này cũng là một trong những em Pokemon khởi đầu các bạn ơi. Và mình sẽ tiến hóa Mega cho em ấy nha. Đây Mega Evolve này, chuẩn bị nhá. Đằng trước mình đánh con boss á thì mình thấy em Blastoise này khi tiến hóa Mega nhìn cực kỳ đẹp, với một cái khẩu súng trên lưng nè. Đó, một khẩu súng trên lưng với hai khẩu súng ở bên hai tay nữa. Cho mình cưỡi luôn. Wow, chạy nhanh lắm nha, nhỏ nhỏ thôi chứ chạy nhanh, dưới bơi dưới nước nhanh cực luôn. Nhỏ mà có vỏ đấy. Đấy các bạn thấy chưa, rùa mà chạy không thua gì hết một chiến mã đâu. Được thiệt sự, được thiệt sự. Và ngoài ra thì trong ngày hôm nay thì các em Poipop của mình á đã học được kỹ năng Raidan Boost và bắt đầu tiến hóa trở thành em Maganadel các bạn ơi. Và khó nhất của mình trong ngày hôm nay á, đó chính là chinh phục được hai vị thần rừng nè, Tabu Lele cũng như là Tabu Bulu á. Nhưng mà nói chung thì đã chinh phục được rồi, và hai vị thần này hy vọng sắp tới sẽ hỗ trợ mình nhiều trong công việc thu phục Pokemon nhá. Và hạnh phúc nhất chính là em Gitanita đã trở về đội của mình rồi nè, một trong ba Pokemon sáng tạo các bạn ơi. Như vậy thì mình đã có được hai trong số ba rồi. Còn một em cuối cùng, các bạn có biết em đó là gì không thì đừng quên comment phía dưới nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.
shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động,